Trung tâm cây giống Tam Đảo kính chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay mình đi ra vườn cây giống của bên trung tâm bên mình để quay và giới thiệu cho mọi người nha. Thì trong video hôm nay, cây chủ đạo mà mình muốn giới thiệu với mọi người là cây dổi thực sinh nha mọi người nha. Đấy, đây là những, đây này, trước tiên mình quay qua cho mọi người xem những cái luống cây giống dổi của bên trung tâm bên mình đã và đang ươm và đã xuất cho khách hàng rất là nhiều rồi nha mọi người ơi. Đấy, và bây giờ mình quay cho mọi người cận cảnh cái cây dổi thực sinh của bên trung tâm bên mình nhá. Đây, đây nha mọi người nhá, cây này rất là đẹp rồi nhá. Đấy, đủ tiêu chuẩn để xuất vườn rồi đấy. Mọi người cần trồng thì alo luôn cho mình nhá, để bốc cây về trồng luôn cho nóng nhá. Đấy, thì cây dổi thực sinh này của nhà mình chăm sóc rất là cẩn thận nha mọi người ơi. Cây thì đã phát triển rất là khỏe rồi, mầm non mơn mởn rồi, xanh mướt rồi. Đấy, và đóng bầu cẩn thận rồi, dễ ra rất là nhiều rồi nhé mọi người. Đấy, mọi người ơi, thì cây dổi thực sinh này là một trong những cây lấy gỗ. Đấy, và được rất là nhiều người đã và đang trồng nha mọi người nhá. Và đã có những thu nhập kinh tế cao ổn định từ cái giống cây này rồi. Đấy, đó là cây thu gỗ nhé. Gỗ dổi thì được sử dụng để làm nội thất trong gia đình này. Đấy, làm bàn ghế này, giường tủ, rồi là lục bình, rồi là các tượng gỗ rất là thơm nhé. Gỗ dổi thì cực kỳ thơm và đặc biệt là thớ gỗ rất là mịn. Đấy, chắc bền. Đấy, không lo mối mọt này, không bị cong vênh này, nứt nẻ này trong quá trình sử dụng nha mọi người nha. Đấy, mọi người cứ tìm hiểu thêm về cái dòng gỗ dổi này nha mọi người nha. Đấy, ở trên thông tin trên mạng có rất là nhiều. Đấy, mọi người có thể tìm hiểu thêm về những cái ưu điểm của cái gỗ dổi nha mọi người nha. Đấy, đây mọi người ơi, rất là nhiều cây giống dổi nha. Ở đây là chỉ một góc thôi, còn bên kia mình còn nhiều. Ở đây nó khoảng tầm vài vạn cây. Đấy, bên kia nó còn nhiều hơn. Đấy, nếu mọi người mà cần tư vấn thêm về cây dổi này á, thì hãy liên hệ trực tiếp với mình nhé mọi người nhá. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người.